một gia đình ở Mỹ vừa cùng nhau ăn xong bữa tiệc lễ tạ ơn thì một người đàn ông đã mở cửa bước vào nhà và nổ súng đã khiến người vợ cũ và người đàn ông khác bị thiệt mạng cùng hai người khác bị thương một người phụ nữ bay hơn 3.000 dặm để gặp người tình hẹn hò qua mạng nhưng không ngờ lại rơi vào ổ xác nhân buôn bán nội tạng Hàng trăm ngàn khách hàng đã kéo đến thương xá Citadel ở Nam California để mua sắm vào dịp Black Friday, đông kỷ lục từ lúc đại dịch Covid-19 cho đến nay. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022. Một không khí đầm ấm yên bình của bữa tiệc lễ tạ ơn trong một căn nhà ở thành phố Houston, tiểu bang Texas của Mỹ đã bị phá vỡ. Sau khi một người đàn ông cầm súng đã đạp cửa sau tiến vào ngôi nhà, rồi nổ súng đã khiến một người đàn ông và một người đàn bà bị thiệt mạng. Trong khi hai người khác gồm cả một thiếu niên 15 tuổi bị trúng thương. Theo bản tin của Yahoo News cho biết vào hôm thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022, trong một cuộc họp báo vào lúc sáng sớm thứ Sáu ngày 25 tháng 11, bà Patricia Cantu, phụ tá cảnh sát trưởng Houston xác nhận rằng cảnh sát đã nhận được điện thoại báo cáo về vụ nổ súng vào lúc khoảng 9 giờ 18 phút tối thứ Năm ngày 24 tháng 11, sau khi những người trong nhà này vừa xong bữa tiệc mừng lễ tạ ơn. Cảnh sát khi đến hiện trường đã tìm thấy hai người đã bị bắn chết, trong khi hai người khác bị thương gồm cả một thiếu niên 15 tuổi, và một người đàn ông khác. Bà Kentu cho biết, người phụ nữ bị thiệt mạng là vợ cũ của nghi can và có một đứa con chung. Hiện chưa rõ người đàn ông thiệt mạng có liên hệ như thế nào trong nhóm này. Theo bà Kentu, các nhân chứng nói rằng nghi can nổ nhiều phát súng và còn có thời giờ nạp thêm đạn vào súng lục tại hiện trường. Cảnh sát nói sẽ cho biết thêm tin tức để kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng nhằm giúp truy lùng nghi can. Phụ tá cảnh sát trưởng Kentu nói rằng đây là một hoàn cảnh rất đáng buồn vì xảy ra đúng vào ngày lễ tạ ơn. Thiếu niên bị thương trong tình trạng sức khỏe ổn định, còn người đàn ông kia vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện sự việc vẫn còn đang tiếp tục được điều tra. Chuyển sang thông tin tiếp theo, một phụ nữ 51 tuổi ở Mexico bay hơn 3.000 dặm sang Peru để gặp người tình hẹn hò qua mạng, mà không thể tưởng tượng rằng mình là con mồi của ổ sát nhân bán nội tạng. Bà Blanca Orellano vào cuối tháng 7 cho thân nhân biết rằng bà sẽ du lịch sang Lima để gặp Juan Pablo Chizis Villa Fuerte, một người đàn ông mà bà làm quen trên mạng trong vài tháng qua. Theo thân nhân của bà Blanca Orellano cho biết, bà dự tính thăm thành phố biển qua cầu, nơi bạn trai trẻ 37 tuổi của bà chưa từng gặp mặt sinh sống. Nhưng cho đến ngày 7 tháng 11, năm 2022, họ đã không còn nghe tin tức gì từ người phụ nữ này. Trong cuộc điện thoại cuối cùng với cháu gái Kola Oreano, bà Blanca Oreano không tỏ ra có gì đáng báo động để người thân phải lo lắng. Cô cho biết mối tình qua mạng vượt qua thử thách sau khi hai người gặp nhau và bà Blanca Oreano đã nảy sinh tình yêu thực sự với người đàn ông mà lâu nay bà chỉ nhìn thấy qua màn hình máy điện toán nhiều tuần trôi qua trước khi chuyến du lịch mơ ước để gặp tình yêu đích thực của người phụ nữ tiết lộ một kế hoạch kinh hoàng mà gia đình nạn nhân càng tìm hiểu càng khẳng định cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ được xác nhận nếu không nhờ nỗ lực của cháu gái cola oriano rất am hiểu mạng xã hội thì vụ việc có lẽ sẽ không thu hút sự chú ý lớn khi những bài đăng về người cô mất tích của mình nhận được hàng trăm lực thích đăng lại và những ý kiến bình luận Cô viết rằng: Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này, nhưng hôm nay tôi kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người, hãy chuyển tin này và giúp tìm ra người thân yêu và quan trọng nhất của cuộc đời tôi, đó là cô tôi có tên là Blanca Olivia Areano Gutierrez, mất tích vào thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2022 ở Peru. Chúng tôi lo sợ cho mạng sống của cô tôi. Kola Orellano đăng trên mạng xã hội vào ngày 12 tháng 11. Kola Orellano kể rằng cô bắt đầu nghi ngờ về chàng sinh viên y khoa mà người cô của mình đã gặp trong một diễn đàn cờ bạc trực tuyến sau cuộc trò chuyện với anh ta vào tháng 11. Người đàn ông này cho biết họ bất hòa vì bồ cũ của anh ta và Blanca Orellano đã trở lại Mexico. Kola Orellano quyết định liên lạc với anh ta ở Peru chàng sinh viên y khoa trả lời với tôi rằng anh ta đã không nói chuyện với cô tôi vài ngày trước và cô tôi bắt chuyến bay về lại mexico sau khi anh ta đưa ra quyết định rằng anh ta không thể bảo đảm một cuộc sống mà cô tôi mong muốn lời giải thích này đã làm cola oreano chú ý vì cô biết đây không phải là tính cách của cô mình cô tôi sẽ không bao giờ biến mất chỉ vì như vậy và không một lời báo người cháu cho biết Nhà chức trách Peru đã mở cuộc điều tra người mất tích sau khi câu chuyện của Cola Orellano thu hút sự chú ý trên mạng. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, cảnh sát địa phương phát giác một ngón tay bị chặt đứt vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc và việc này xác nhận điều tồi tệ nhất đối với gia đình Orellano. Mặc dù đầu ngón tay đã bị chặt đứt, nhưng gia đình vẫn có thể nhận ra chiếc nhẫn bạc mà người mất tích vẫn đeo. Những ngày sau đó, những phần thân thể người bị chặt lìa dạt vào bờ biển qua cầu. Trong đó có hộp sọ, cánh tay và cuối cùng là thân mình, không có bộ phận nội tạng bên trong. Nhà chức trách Peru vào ngày 17 tháng 11 năm 2022 thực thi lệnh bắt giữ Villa Fuerte và y đã được xem là nghi can chính trong cuộc điều tra xác nhân bà Blanca Arellano nghi can đã bị bắt giữ và bị cáo buộc buôn bán nội tạng người tổng trưởng tư pháp peru thông báo tại cuộc họp báo cho biết theo cơ quan truyền thông latin Noticias. theo tờ El popular cho biết sự thật kinh hoàng đã được lôi ra ánh sáng sau khi tên sinh viên y khoa đã bị bắt nghi can villa fuerte đã bị cáo buộc bắt đầu đăng những đoạn băng trên tiktok ngay sau khi blanca Orellano mất tích trong đó cho thấy cảnh nghi can mổ xẻ nội tạng người. Khám xét nhà của nghi can, nhà chức trách đã phát giác ra máu vương vãi khắp nơi, phòng tắm, phòng giặt, trên thảm và các dụng cụ lau chùi. Kho La Oreno đã đăng trên Twitter vào hôm thứ Tư rằng, Chúng tôi không thể diễn tả những gì đã trải qua. Cô của tôi là người tốt bụng, ấm áp, đầy năng lượng, thông minh, tận tụy, yêu thương và chúng tôi sẽ nhớ về cô như vậy. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thương xá The Citadel ở Commerce là một địa điểm mua sắm nóng của Nam California và có đến hơn 200.000 khách hàng đến đây vào dịp Black Friday vào hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 11 năm 2022, đông kỷ lục từ lúc đại dịch COVID-19 cho đến nay. Theo đài ABC7 cho biết, có rất đông khách hàng đến The Citadel từ lúc 8 giờ tối ngày lễ tạ ơn vào hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 11, để bắt đầu mua nhiều mặt hàng giảm giá. Một khách hàng đã nói rằng, giỏ sách này thường bán giá 600 đô la, mà bây giờ tôi mua chỉ có 100 đô la. Vào dịp Black Friday, The Citadel cho biết họ ước lượng có khoảng 200.000 đến 300.000 người đến đây mua sắm vì các giảm giá hấp dẫn. Thương xá này chuẩn bị nhiều thứ để đón tiếp khách hàng như mở cửa cả đêm. Có người chơi nhạc sống, có chỗ cho khách chụp hình với cây thông Giáng sinh, cao nhất California, và có đến hơn 90 cửa hàng bán lẻ cho khách lựa chọn. Vì vậy, họ thu hút được nhiều người lần đầu đi mua sắm vào dịp này, trong đó có nhiều người ở nước khác đến. Một khách hàng ở Ấn Độ cho biết, họ đã tới Citadel vào lúc 3 giờ sáng thứ Sáu và mua sắm ở đây nhiều giờ. Một người Ấn đồ khác cho biết rằng khách hàng không thể giới hạn ngân sách khi mua sắm được vì họ khó có thể bỏ qua một mặt hàng đang giảm giá nhiều. Trong ngày thường, The Citadel có khoảng 4.000 chỗ đậu xe cho khách, nhưng vào dịp này mở thêm 2.000 chỗ và cho biết họ luôn chú ý đến an ninh. Trong thương xá, nhiều cửa hàng có đông khách xếp hàng, nhưng cũng có một số cửa hàng thì không có ai chờ. Nhiều người mua sắm cho biết Việc đến các thương xá đông người như vậy cùng các mặt hàng giảm giá là những điều không thể thiếu trong mùa lễ cuối năm. Bà Iris Palomeque, cư dân La Buente cho biết, chúng tôi rất thích cảnh đông đúc như vậy. Đây là một truyền thống của gia đình tôi trong 5 năm qua. The Citadel kết thúc khuyến mại Black Friday vào lúc 11 giờ tối thứ Sáu ngày 25 tháng 11 và số khách hàng đến đây đông kỷ lục. Với nhiều cư dân mạng cho biết, Xa lộ 5 ngày sát thường xá này bị kẹt xe rất nặng cả hai chiều. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc. Nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.